chào các bạn. Hôm nay mình cũng lên đây chia sẻ một video cho các bạn về cái vấn đề mà xe, vấn đề về bên cam thường chạy thường nó hay mình làm những dòng xe tàu á, mình thay vào những cái su tăng cam này, cái su tăng cam này nó thường nó hay rất hay là bể và hay bị hư. Hôm nay mình lên đây chia sẻ cho các bạn một cái bài, tức là mình độ chế lại một xí để xem xài nó ổn định. Mình nói về cái vấn đề, tức là cái phần su tăng cam này là nó rất hay bị hư, hay bị rách, hay bị bể, là nó sinh ra cái vấn đề xin cam nó trùng, nó kêu, nó dập, nó kêu sạch đó, cái vấn đề này. Bây giờ mình có một cái bài này để khắc phục cái vấn đề này, để đó là mình dùng một cái viên bi, đó mình dùng cái viên bi 6200 đấy, mình dùng một viên bi 6200, mình thay thế cho cái thằng su tăng cam này nhá. Rồi mình 6200 mà cho vào cái phần này là vừa khít luôn các bạn nhé. Cho vào cái phần này là vừa khít thôi nhá. Cho vào cái cốt này là vừa một cỡ luôn các bạn nhé. Đó. Khi tăng cam thì nó vẫn đè, chức năng của nó vẫn hoạt động bình thường. Đó, còn cái này nó có vòng bi nên nó vẫn chạy bình thường nhá. Rồi. Ok. Đó. Các bạn nếu mà cảm thấy hay thì nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh nhá. Rồi, xin chào các bạn, chúc các bạn thành công.